đẹp xinh như muôn hoa ngọc lan như xuân dạng ngời, là vì em mang theo một con ngọc lan. Ủa em ơi, em bị sao vậy? Em đói bụng, tôi canxi. Trời ơi, như vậy nguy hiểm lắm á. Em sắp sẽ... Vậy để chị xuống căng tin kiếm gì cho em ăn nha. Mua lẹ đi, chút xỉu đó. Rồi xỉu luôn. Chú làm đại cho con món nào đi chú, bạn con sắp xỉu rồi. Không, thôi tự ăn hả? Tôi cũng đói. Sao vậy chú? Trời ơi, chú làm đại cho con đi, món nào cũng được chân á. Tôi làm được. Không ổn rồi, tất cả là lỗi do mình hết. Bây giờ mình phải ra ngoài kiếm đồ ăn thôi. Em có đồ ăn chưa? Chưa. Kêu thức dậy làm gì? Chị muốn kêu em là chị ra ngoài chị mua cho em nha. Mua lẹ đi, em sắp xỉu. Rồi xỉu luôn. Trời ơi. Trời. Trời ơi, tự nhiên đâu ra đang gấp con chó đừng nghe nói vậy. Trời ơi, chó ơi là chó đang gấp mẹ. À mà khoan, hình như cái dung dịch của mình chỉ ảnh hưởng trong khuôn viên trường thôi, còn ở ngoài thì không ảnh hưởng. Vậy bây giờ mình phải tìm thuốc giải. Mình cần cậu đó. Alo cậu, con đang cần cậu giúp gấp. Khoan nhờ đã, cậu phải chúc mừng cháu gái của cậu. Cháu gái của cậu đã có một cái sáng kiến tuyệt vời luôn đó. Không có tuyệt vời như cậu nghĩ đâu. Nó đang hại mọi người trong trường con đó. Con cần cậu giúp để tìm thuốc giải. Thuốc giải hả? Khó à. Mà để từ từ cậu sẽ nghiên cứu sau ha. Chào con. Cậu trời ơi. Bây giờ mình phải nhờ chớp chớp thôi. Em ơi em, chú có đồ ăn đúng không? Ủa sao em biết? Có một bà làm miếng. Vậy đây chị đi nhờ người giúp em nha. Lẹ đi, em sắp xỉu. Rồi xỉu luôn. Nào, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly cho bước đầu thành công hôm nay. Vô. Tất cả là nhờ cháu gái của ta. Bụi quá, bụi ơi. Ôi.
Cậu dậy đi Chóp Chóp. Cái chuyện này chỉ có cậu giúp mình được rồi. Chóp Chóp. Chóp Chóp. Chóp Chóp. Cái gì vậy Siêu Lị? Lỗi là do mình chế tạo ra cái dung dịch thảnh hơi làm cho tất cả mọi người phải mệt mỏi. Bây giờ có một bạn bị sắp xỉu dưới kìa, bạn giúp mình đi. Mình sẽ giúp bạn. Vậy mình đi liền đi. Chóp Chóp ơi, nhanh lên. Chóp Chóp nhanh lên. Ủa cậu đâu rồi? Nhanh lên. Được, để mình dùng năng lực của mình. Ừ, lẹ lên. Trời ơi, cậu lâu quá à. Chấm chấm, cậu bị cái gì vậy? Không ổn rồi. Mình bị ảnh hưởng bởi mùi hương thảnh thôi. Nên cho dù mình có sử dụng siêu năng lực thì cũng chỉ bằng người bình thường thôi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Mình mệt quá. Mình đói. Chấm chấm, cậu bị sao vậy? Chấm chấm, người xấu xa như cậu mà cũng có thể xỉu được nữa hả? Vậy sữa sô cô la lúa mạch ở đâu? Sữa cun sô cô la lúa mạch lại có thể hóa giải được mùi hương thảnh thôi và giúp cho cậu có thêm năng lượng nữa. Su Lì, bây giờ bạn đem sữa vô phát cho các bạn đi. Mình sẽ xuống lầu có cái bạn ở dưới lầu. Ừ. Nè. Các em, tại sao cô cảm thấy á, cô chưa làm gì hết mà tự nhiên thời gian nó trôi qua rất là nhanh luôn. Đó, hết giờ học rồi đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Dạ chuyện là... Dạ không có gì đâu cô. Chắc tại ngày hôm qua lớp mình vừa mới trải qua một ngày mệt mỏi á, nên hôm nay mọi người lơ đãng một xíu thôi. Ừ ha. Thảo nào cô thấy người bây giờ khỏe hẳn luôn á. Cả lớp, bây giờ chúng ta học bài mới nha. Siêu Lị, bạn bị gì vậy? Mình cũng không biết mình sai chỗ nào nữa. À Siêu Lị, bạn biết vì sao chúng ta phải học thể dục không? À, mình nói cho bạn nghe nè. Học thể dục á, giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh nè. Là những việc như là tập thể dục nè, hay là rèn làm việc chân tay á, giúp cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể chúng ta được vận hành tốt hơn á. Cũng như là cây xanh phải luôn trong quá trình quang hợp thì mới được xanh tốt đó, bạn hiểu không? Nghe bạn nói thì cũng có lý. Bây giờ bạn tin mình một lần đi. Bạn thử coi ngày hôm nay bạn tập thể dục á, coi tối nay về bạn có ngủ ngon không? Cố lên Siêu Lị. Hay lắm Siêu Lị.
Mình tặng cho bạn nè. Lì bạn biết không, đôi giày đó nó có tác dụng là giúp bạn chạy nhanh hơn nè. Bạn đeo á nó sẽ rất là êm luôn á. Thư Lì, bạn hãy tự tin với đôi giày mới nha. Ừ. Tất cả chuẩn bị. Cậu, sao giờ này khuya rồi cậu còn gọi con chi vậy? Siêu Lì, cậu có chuyện muốn nhờ con đây. Cậu mới vừa chế tạo ra được một cái máy, nó gọi là cái máy đảo ngược thời gian. Cậu muốn con đem vô trường để con thử nghiệm á mà. Thôi, cậu không làm đâu. Ủa sao vậy? Cậu muốn làm á, thì cậu kêu lũ chùa của cậu làm. Chứ bạn con đâu phải là vật thí nghiệm đâu mà cậu cứ kêu làm hoài vậy. Siêu Lì à, chuột nó cũng là động vật mà. Thử nghiệm cho tụi nó hoài tội quá con. Với lại đây là một cái máy tốt. Cái máy này sẽ giúp cho con người ta từ bỏ những suy nghĩ xấu xa và làm những điều tốt đẹp. Bằng cách nào? Cái máy này khi khởi động sẽ giúp cho con người ta trở về thời kỳ đồ đá đó con. Lúc đó con người sẽ sống chan hòa với thiên nhiên cây cỏ. Tuyệt vời chưa? Cậu ơi, con xuống trái đất này á để đánh bại gia đình nông dân siêu phàm, để giúp ích cho mọi người, chứ đâu làm mấy việc này đâu. Thôi được rồi, nếu như vậy thì cậu cho con xem cái này. Thấy gì hả cậu? Còn nữa. Đó, con đã thấy loài người đối xử với trái đất như thế nào chưa? Loài người mà cầm đầu là gia đình nông dân siêu phàm. Họ không có năng lực siêu phàm. Có siêu năng lực, họ quỷ ngoài trái đất. Cậu đau lắm. Dạ, nhiệm vụ của con sẽ hoàn thành. Cảm ơn cháu gái yêu. Chú làm việc. Chú đi ra. Trời ơi, con bé này xin ra cho người ta làm việc đi. Bé này ra coi. Con người phá hoại nó nha mà. Mày chú đi ra. Không vô đâu. Tôi không vô. Chú. Không được cơ. Không được cơ. Chuyện là vậy đó. Cái chuyện đó thôi cũng làm lớn nữa. Trời ơi, Su Lì, bạn có biết lúc nãy là bạn làm một điều sai không? Mắc gì sai? Bảo vệ cây cối, bảo vệ thiên nhiên. Sai chỗ nào? Thì bạn bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cây cối là đúng. Nhưng mà việc làm lúc nãy của bạn là sai. Sai gì? Bạn biết không, những người đó là công nhân bên công ty môi trường đô thị. Họ đang đi cắt những cành cây già yếu mối mọt mà. Nếu mà mình không cắt đi á, thì sau này nếu mà có bão, cây sẽ dễ bị bật gốc. Cây sẽ bị gãy cành này, là nguy hiểm cho người đi đường nữa đó. Bạn nói dối tôi tủng tình. Tôi nói dối bạn làm gì? Mà cho dù có như vậy á, thì cái chuyện mưa bão hay là cái gì đó cũng do con người tàn phá môi trường gây ra mà thôi. Tóm lại, tất cả mọi việc đều do con người gây ra. Nếu bạn nói như vậy á, thì tôi thua. À khoan, Su Lì, cuối tuần này bạn có rảnh không? Tôi dắt bạn đến chỗ này cho bạn xem tận mắt luôn. Chỗ nào?
Đó, bạn thấy không? Đây mới đúng là cách người ta bảo vệ môi trường đó. Ờ, giờ mình đã tin bạn rồi đó. Ở đây còn thấy trong lạnh hả? Này vui hả? À, nè. Ê bạn, gì kỳ vậy? Ở đây là nơi công cộng mà. Sao bạn không dùng thùng rác mà dùng giữa đường? Tôi thích đây sao? Ủa bộ, đây nhà có mấy người á hả? Bạn nói gì kỳ vậy? Ở đây là nơi công cộng, ai ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh chứ. Ủa tôi thích xả ra thì sao? Tôi xả ra mấy người là công á, có việc mà làm, chứ họ thất nghiệp thì sao? Sao bạn lại nghĩ như vậy? Bộ bạn không thấy mấy cô chú lao công chưa đủ mệt hay sao mà bạn còn tạo thêm việc làm cho họ nữa? Bạn nói gì kỳ vậy? Giờ ai cũng vứt một cái rác như các bạn á, rồi công viên này thành bãi rác thì sao? Ừ. Thôi, người ta nói đúng đó, các cậu mau nhặt rác bỏ vô thùng rác đi, có chút xíu à. Cảm ơn tụi con, giỏi lắm. Đây là một trường hợp cá biệt thôi. Lâu lâu thì có nhiều người ta không có ý thức á, nên mình làm nhắc cái là xong à. Ờ. Thôi mình đi tiếp. Ê chớp chớp, bạn thấy mấy em chó đó không? Tội nghiệp quá à. Ôi, ủa, mình nhớ bạn sợ chó mà. Thì cũng sợ, nhưng mà mấy em đó dễ thương mà. Tội nghiệp mấy em đó quá à. Loài người thật tàn nhẫn, bất công quá à. Mình phải lại cứu mấy em đó mới được. Ơi, Xíu Lị đừng. Em ơi. Kìa em làm gì vậy? Chị ơi, chị có thể thả em này về tự nhiên được không chị? Em chắc em nhớ ba mẹ em lắm rồi đúng không? Chó là chó của chị mà. Đừng mà Xíu Lị. Đừng. Mình đừng có làm như vậy nữa, người ta tưởng bạn có ý đồ xấu với con chó đó. Ừ, thôi được rồi, mình sẽ nghe theo lời của bạn. Bạn biết vì sao không? Mình biết á là bạn có ý tốt, nhưng mà những con chó này là thuộc quyền sở hữu người ta, bạn không làm như vậy được đâu. Rồi, mình sẽ nghe theo lời bạn. À chớp chớp, tự nhiên bây giờ mình thấy khát nước quá, bạn đi mua giùm mình chai nước được không? Vậy bạn đứng đây đợi nha, mình đi mua cho. Ừ. Alo. Ờ. Ừ, tối đi nha. Ờ rồi, ok. Bông. Bông ơi. Ơi, không có gì đâu. Ê nè. Trời, cái đầu của tôi. Cái chuyện gì vậy? Trời ơi, có chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Nhìn một đống rác hả? Mỗi ngày thu thập thẻ cool, nhận quà cực cool.
sang thẻ quà Cool trong mỗi lốc sữa Cool bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ, đổi ngay một quạt cầm tay Cool, thổi bay cơn nóng mùa hè. Tích lũy 36 thẻ quà Cool, đổi ngay một ba lô hoodie Cool, không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa. Tích lũy 40 thẻ quà Cool, đổi liền tay một bóng phản quang Cool, thỏa sức vận động cả ngày. Sang thẻ siêu vận động, đổi một đôi giày Patin Cool siêu ngầu. Cực sốc, săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săn quà Cool ngay thôi các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.